và một anh ẩn danh luật sư Mạo Xưng. Lần đầu tiên thì mình xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một buổi tối đầu tuần thật là an bình, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Trở lại thông tin thì chúng ta lại tiếp tục giao lưu và trò chuyện, và chúng ta có thể nghe những cái nhận định và những cái nội dung của cô thạc sĩ TT này, thạc sĩ Thanh Trần và anh ẩn danh này. Trong suốt thời gian vừa qua thì các bạn cũng đã hiểu rất nhiều về các cái bối cảnh diễn ra và những sự kiện mà anh ẩn danh và chị thạc sĩ này đã tạo ra rất nhiều điều bất ngờ mà khiến cho chúng ta cảm thấy cũng rất là khó hiểu cho anh chị thạc sĩ này, phải không các bạn? Rồi, xin chào chị Phạm Thị Lệ. Xin chào tất cả mọi người. Xin mến chúc mọi người một buổi tối an bình ha. Xin chúc sức khỏe toàn thể mọi người. Giờ này thì thấy anh chị thấy cũng like cũng nhiều đó. Thấy kênh nào cũng like trong cái giờ này. Bình thường đó thì cái mạng xã hội các bạn biết rồi. Nói chung là thời gian buổi tối thì rất nhiều người like, người chia sẻ và tranh thủ thời gian để giao lưu, để trò chuyện và để chia sẻ các cái nội dung mà chúng ta cần phải thông tin đến cho quý vị và các bạn biết. Trở lại vấn đề, ngày hôm nay thì các bạn thấy rằng trên đường like của kênh của chị thạc sĩ Thanh Trần và anh ẩn danh Hồng Sơn này thì lên liên tục hai cái like cách nhau một giờ. Xin chào no bữa. Hai cái like cách nhau một giờ các bạn. Có nghĩa là chúng ta đã thấy rằng sự tranh thủ của những con người này. Bây giờ không có nói rằng là luật sư hay hoặc là địa chỉ ở đâu, người ta cũng vẫn biết đây chỉ là các bé tại Thiền Am rồi. Cho nên bây giờ anh không còn cái cần phải biện lý do là như thế nào cả, mà các cái hành vi như thế này là đã là vi phạm rồi đó. Chính như ông Đặng Quang Nam là cục trưởng cục trẻ em thuộc Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đã đề nghị cộng đồng mạng xã hội giữ bí mật thông tin về cá nhân để bảo vệ các trẻ em tại tỉnh Thất Bồng Lai. Người ta đã đăng tải, đã nói như thế này rất là rõ rồi. Không phải là người ta phải nhắc nhở đi, nhắc nhở lại. Nhưng mà cô thạc sĩ này là người hiểu luật, biết luật, đáng lý ra là phải chứng minh. Phải nêu rõ là cái quyền trẻ em ở tỉnh Thất Bồng Lai cần phải được bảo vệ. Các bạn phải hạn chế, đừng nên đăng tải, đừng nên chia sẻ. Nhưng bây giờ việc cô đăng tải như vậy có phải là cô cố chấp hay không? Dù là báo chí đã im lặng, người ta báo chí người ta chỉ đăng và nhắc nhở một lần thôi chứ, người ta cảnh báo một lần thôi chứ, luật trong quy định rồi. Anh làm sai thì là anh chịu chứ, chẳng lẽ mà đi theo sát anh để nhắc nhở từng ngày từng giờ được hay sao? Ở điều 33, ở điều 31 có thì nghị định 130 năm 21 có thì cũng có nói rồi. Hành vi công bố tiết lộ một trong các thông tin mà không được sự đồng ý của cha mẹ người chăm sóc, giám hộ các trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng khi đăng lên mạng xã hội. Thông tin bao gồm là tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng cá nhân, thông tin về tình trạng sức khỏe, đời tư được ghi trong bệnh án, hình ảnh cá nhân, thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em, tài sản cá nhân, số điện thoại, địa chỉ, thông tin, thông tư cá nhân, địa chỉ về thông tin nơi ở, quê quán, địa chỉ thông tin về trường lớp, kết quả học tập và các mối liên hệ, quan hệ bạn bè, thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân của các trẻ em này. Đấy, nhưng người ta đã ghi rất là chi tiết, rất là rõ, kể cả là địa chỉ, thông tin cá nhân, trường học và các mối quan hệ của trẻ em này. Có nghĩa là phải giữ bí mật tuyệt đối. Khi được quyền, được người giám hộ, cha mẹ cho phép. Mà ở đây, người tỉnh Thất Bồng Lai có cho phép anh chụp hình để đăng lên trên mạng xã hội để khoe không?
để khoe rằng là hôm nay tôi vào thiền am, tôi nịnh các bé, tôi mua quà mua bánh cho các bé. Ấy, người thiền am có cho phép như vậy hay không? Chỉ cho là chụp để làm kỷ niệm, chứ người ta đâu có cho phép là đăng tải lên mạng xã hội. Và cục đã cảnh báo và cơ quan và luật cũng đã ra luật rồi. Thì bây giờ anh nói sao? Chẳng lẽ là nói là tôi lầm tôi lỡ thì phải chịu phạt 20 triệu đến 30 triệu. Phải không? Như vậy là một luật sư như cô Thanh Trần này có phải là cô cố tình để dẫn dắt hay không? Bởi vì đây là một sự ngang bướng để đối phó với lại đơn của Minh Tú. Chẳng qua là cô vẫn biết điều đó là sai đó, nhưng mà cô vẫn cố chấp để đối phó, để cứng đầu, để thể hiện cái sự cương lĩnh. Chẳng lẽ bây giờ cô quy phục là cô cảm thấy rất là nhục? Rõ ràng không? Bây giờ cô cho rằng là đăng như vậy là sai đấy. Nếu cô đăng lên mà cô gỡ xuống là sai, là biết là như vậy là sai luật rồi đấy. Nhưng mà bây giờ thể hiện cái sự cương lĩnh cứng đầu của mình, vẫn cố chấp, thà chịu phạt hơn là chịu nhục, kiểu là như vậy đó. Kiểu cô Thanh Trần là như vậy đó, thà chịu phạt hơn chịu nhục. Nếu bây giờ cô âm thầm cô rút xuống, hay hoặc là cô nói rằng là tôi đăng như vậy là sai, xin lỗi, thì nó rất là nhục. Bởi vì cái sự cứng đầu cương lĩnh của những con người này, họ không có liêm sỉ. Từ trước đến nay các bạn thấy họ có lỗi, nhưng có bao giờ họ lên tiếng mà họ cho rằng họ sai, họ có lỗi không? Chưa có cái câu nào mà nhận định về cái trách nhiệm đối với cái việc làm của mình. Luôn phủ nhận, luôn cho rằng mình đúng và hoàn thiện, hoàn hảo 100% cả. Từ lão ẩn danh kia cho đến cô thọc sĩ này, thấy không? Đó là một cái sự cố chấp, sự mu mùi đấy. Có nghĩa là gọi là dẫn mặt với lại pháp luật đấy. Rõ ràng là cô thạc sĩ này không hiểu gì về cái quyền bí mật đời tư cá nhân của trẻ em gì cả. Các cái thông tin và các cái quy định pháp luật cũng đã rõ ràng ràng rồi. Tối hôm kia đó thì cô dở luật ra cô đọc, cô cũng đã thấy rất rõ các cái quyền của trẻ em vẫn phải được bảo vệ mà. Vậy mà cô đọc một phần nhưng mà cô dẫn dắt sai một phần. Cô nói rằng Minh Tú không có quyền, không có trách nhiệm. Và việc chúng tôi đăng là để làm kỷ niệm. Ở đây không có nói là kỷ niệm. Ai cho phép đăng kỷ niệm? Kỷ niệm thì làm gì có chuyện mà đăng tràn lan lên mạng xã hội. Mà đăng một cách là thách thức, chứ không phải là đăng một cách là vô tình nghe. Còn lão ẩn danh kia thì cho rằng là ở đây dỡ ra xem có cái kênh nào mà đăng liên tục hay không. Thấy không? Một cái sự mà coi như là các bạn thấy nó rất là trơ trẽn. Trong khi là đăng nhiều ngày, nhiều tháng như vậy. Anh đăng một lần thì không nói rồi, gọi là vô tình. Đằng này đăng nhiều lần, đăng từ nhiều năm nay. Thì đó có phải là đăng liên tục không anh ẩn danh kia? Mà anh cho rằng đăng như vậy không phải là liên tục. Như anh là anh đăng mấy lần, anh mỗi lần anh vào thiền am anh đăng, anh chụp anh đăng lên như vậy là mấy lần là liên tục? Là đó có phải là liên tục hay không? Hai lần trở lên có phải là liên tục, có phải là nhiều lần không anh ẩn danh? Thấy không? Và một không chỉ là một mình anh, trong nhóm của anh hàng mấy chục người đã đăng, thì như vậy có phải là liên tục hay là vô tình đấy anh ẩn danh? Anh cho rằng là đăng như vậy không phải là liên tục. Có chỗ nào chỉ là các kênh đăng liên tục chỉ tôi coi, thấy không? Một cái sự trơ trẽn, cố chấp. Từ điều đó là chúng ta có thể thấy được những con người này nó có liêm sỉ hay không? Chắc chắn là sẽ không có liêm sỉ. Bởi vì họ đã bị cộng đồng mạng vạch trần phanh phui cái sự nhơ nhớt của họ bằng cách là ăn mài trên cộng đồng mạng, dẫn dắt dư luận sai. Ở đây không nói là họ sai hoàn toàn, nhưng mà có thể là 50 đến hơn 50% là họ đã sai các quy định của pháp luật. Nhưng trước đây thì mong rằng là đừng có tự xưng nữa. Và kể cả đến bây giờ cũng đừng có tự xưng, tự xanh cho rằng là đừng có kể rằng là tôi học trường lớp rồi, tôi đã kinh qua rất nhiều các ngành nghề rồi, bằng cấp. Đừng có nói ra như vậy, nó nhục lắm. Không có chứng minh được tài đức của mình ở chỗ nào hết trơn. Mà cứ tối ngày nói rằng là ai cũng vô dốt và thấp kém hơn mình.
ai cũng là thua xa về trình độ kiến thức của mình, nó rất là nhục. Mình trong khi không chứng minh, không dám là chứng minh cái thân phận của mình là ai hết trên mạng xã hội này. Trong khi một luật sư gì như cô thạc sĩ kia đã bị cảnh báo đạo đức. Như vậy thì còn cái gì mà để gọi là danh giá ở đây nữa mà lại nói rằng là chê ai cũng là ngu là dốt, ai cũng là không biết luật, để tôi dạy cho nghe. Kể cả là dạy luật cho anh luật sư Lăng nữa chứ, mới rất là ngáo. Các bạn còn nhớ cái bài viết mới đây cách đây tuần hai tuần kia, để tôi dạy cho anh Lăng nhớ nghe anh Lăng nè. Đó là một cái sự cao ngạo của một cô thạc sĩ chưa đâu vào đâu hết mà thể hiện cái giọng điệu rất, cái đó gọi là cao ngạo đó. Còn anh ẩn danh kia đã bị tước bằng rút thẻ từ năm 2019 đến bây giờ vì tham gia mạng xã hội này. Anh là gì? Không biết anh là luật sư hay gì hết. Anh lên mạng xã hội anh nói tào lao thiên đế, anh nhân danh là luật sư, anh không chứng minh được thân phận và trách nhiệm của anh thì không có thể nói là luật sư được. Anh nói nhăng nói cụi là rõ ràng là anh mạo xưng để lọc lừa rồi chứ gì nữa. Mà ở đây á, cái lọc lừa mà chờ cho có cái bằng chứng thì anh chắc là anh không còn ngồi đó mà để mà anh liên thiên nữa. Anh còn nói dám khẳng định cho rằng là tôi dám khẳng định ai mà có bằng chứng cho rằng tôi giả danh để lọc lừa thì đưa bằng chứng ra thì tôi chịu. Nếu có bằng chứng đưa ra thì dễ gì mà anh ngồi yên đến bây giờ, phải không? Cái sự trơ trẽn như vậy. Và tất cả những cái chứng cứ thì các bạn biết rồi, cộng đồng mạng đã thu thập được, từ kể cả là Mạnh Thường Quân đến bây giờ người ta hiểu, người ta biết, người ta thấy được. Kể cả có rất nhiều các Mạnh Thường Quân cũng đã đưa các chứng cứ là bằng tiền cho. Như vậy thì đó là chứng cứ rồi chứ gì nữa. Nhưng mà người ta không tố cáo, người ta không quan tâm đến các cái vấn đề đó, để cho anh chị tự nhìn nhận, tự đánh giá lấy bản thân mình, tự thấy được cái trách nhiệm của mình là ở đâu, ở cái hạn mức nào trên mạng xã hội này. Chứ đừng có cao ngạo một cách thái quá như vậy. Trời ơi, đường đường là các luật sư mà coi như là lão luyện mà anh chị kia người ta chưa dám vỗ ngực xưng tên, trong khi mình đó là chỉ là một luật sư cù bắt cù vơ bơ, chưa biết là tham gia được bao nhiêu phiên tòa rồi. Đến nỗi cái văn phòng luật sư cũng chưa có, cái thẻ luật sư cũng chưa giữ được trong tay, thì làm gì mà dám khẳng định quen quan như vậy. Cái đó người ta gọi là ba trận mà nói dốc đấy. Đây, cô Thanh Trần còn nói rằng hình ảnh của các bé trên mạng xã hội có ảnh hưởng đến vụ việc chấm dứt quyền nuôi con nuôi hay không. Cái này là việc quyền nuôi con nuôi là nó chỉ liên quan đến một vài thành viên của Tỉnh Thất thôi, liên quan đến vụ của bé Phúc Tâm đó thôi. Còn các bé trong Thiền Am, 9-10 bé trong Thiền Am là cái hình ảnh về riêng tư, quyền riêng tư của các bé. Đến bây giờ vẫn cố chấp, vẫn nói cái điều này. Là các bạn nghĩ sao về những con người này? Có thể là họ cố, gọi là cố miễn cưỡng, cố gắn gượng đây. Nhóm này nói như anh Đặng Danh là gắn gượng để khỏi quê, khỏi nhục đấy. Ngày hôm nay thì trên cái bài chia sẻ của anh Đặng Danh cũng rất là nhẹ nhàng. Có nghĩa là biết rồi, biết sai, biết lỗi rồi. Nhưng mà giờ xin lỗi thì nó quá nhục. Nói một cách rất là miễn cưỡng, nhẹ nhàng, không dám là nặng lời giống như mấy ngày trước, không dám khẳng định nữa, mà một cái sự tự ti rất là nhẹ nhàng. Chị thọc sĩ cũng vậy, đúng không? Các bạn cứ thấy đi, đơn giản như cái việc mà quyền của trẻ em trong suốt một tuần này nó lầm xùm trên mạng xã hội đấy. Một người bình thường không hiểu luật, một người khán giả bình thường như chúng ta nhìn vào là cũng đã thấy sai rồi, trong khi các cái quy định của pháp luật đã rành rành như vậy rồi. Đâu phải pháp luật đặt ra các cái quy định như vậy là để dẫn chơi, để chơi trò mèo vườn chuột với những con người này sao mà cứ nhẫn mặt như vậy, mà cho rằng là những hình ảnh đó đăng tải lên mạng xã hội không ăn thua gì, không ảnh hưởng gì, chỉ là kỷ niệm. Đã là kỷ niệm thì cá nhân mỗi người biết chứ. Còn đằng này anh cố tình đăng lên mạng xã hội cho hàng ngàn hàng triệu người biết như vậy, thì cái đó có phải là
mục đích hay là không. Anh nặng danh thì còn nói rằng là đăng lên mà có mục đích kia thì mới khẳng định được cái hành vi, có chú thích kia chứ, có chú thích kia mới khẳng định được cái hành vi như thế nào. Còn đăng nay đăng lên chỉ là thương là nhớ, là thương là nhớ thì anh cất giữ trên điện thoại anh đi, đằng này anh chia sẻ đã là lên mạng xã hội rồi thì đó là một hình thức, là một mục đích rồi. Người ta đã nói rằng là bất kỳ hình thức nào mà quyền riêng tư của trẻ em phải được bảo vệ đấy. Cho nên các bạn thấy đến bây giờ là cái sự nhục nhã của những con người này là nó lên ngôi rồi. Vì liêm sĩ không có, bản thân trách nhiệm vị thế của mình thì cũng chưa chứng minh được mình là ai, chỉ nói rằng là luật sư rồi như vậy thôi. Còn riêng về cái anh ẩn danh kia thì cái câu từ mà anh nói, anh đến bây giờ anh còn nói rằng là tôi đã nói rồi, tôi nghiên cứu thiền am, tôi đến với cái vùng thiền am này là một vai trò, là một khán giả, không fan, không pha, không phái của ai hết. Tôi đam mê thiền am, tôi nghiên cứu. Anh nghiên cứu thì nghiên cứu ở một cái góc độ khách quan, nhìn nhận là một khán giả đi. Đằng này là anh bám vào cái hiệu ứng của thiền am này một cách rất là nhiệt tình, rất là triệt để. Mà còn cho rằng là không vụ lợi, không vì tiền. Không vì tiền thì tại sao mà anh nhiệt tình, anh lại tham lam đến nỗi mà quá độ như vậy. Anh miễn cưỡng để công kích, để đánh phá nhiều người như vậy. Anh nói rằng là không tranh giành mạnh thường quân, nhưng mục đích của anh là, anh không nói ra nhưng người ta cũng đã đi vết trong tim anh rồi, người ta cũng đã biết hết rồi. Việc ngày hôm nay là Thanh Trần này cũng đăng tải lên các hình ảnh của các bé này lên này. Khi đăng tải lên thì những khán giả cộng đồng mạng nhìn vào, người ta nghĩ rằng đây là chuyện bình thường, đăng lên để cho cộng đồng mạng biết được cái cuộc sống sinh hoạt của các bé này như thế nào. Người ta rất là thích để theo dõi, người ta không đến được thì người ta theo dõi. Đó cũng là một cái lý do, cái ý. Nhưng luật đã quy định, luật đã căng rồi thì không có nói trường hợp, không có nói cái lý do gì cả. Cho nên khi mà cái công văn đã chuyển đến cơ quan công an của Long An và sở thông tin và truyền thông xử lý là đúng theo quy định của pháp luật, cô thạc sĩ này cũng đã biết luật và đã chấp nhận đây là việc làm đúng quy định pháp luật. Nhưng các bạn YouTube bị thưa, trong đó là có tôi, giả sử như được mời lên làm việc thì tôi giả sử để Minh Tú và các con nhan đệ tử của Minh Tú vui. Đầu tiên là chúng ta đọc kỹ nội dung trong đơn và xem xét bằng chứng là có hợp lệ hay không. Sao không hợp lệ? Bằng chứng thì nó quá rõ ràng đó rồi. Đây, bằng chứng là các anh chị này tự ý đăng tải hình ảnh của các bé lên mạng xã hội này. Đó là một cái bằng chứng hợp lệ. Rồi, thu thập theo trình tự quy định của pháp luật hay không? Có hợp lệ hay không? Có được thu thập theo trình tự của pháp luật hay không? Đó là những chứng cứ rõ ràng được đăng tải, được công khai trên kênh, trên tab cộng đồng của các tài khoản của các anh chị. Đó là chứng cứ được thu thập theo trình tự của quy định của pháp luật. Cô còn khẳng định nói rằng đặc biệt các tin nhắn trao đổi riêng tư, các hóa đơn mua bán và chuyển tiền có quyền yêu cầu bên thưa kiện chứng minh tại sao có những thông tin thuộc bí mật đời tư cá nhân của chúng ta, nguồn thông tin này có được kiểm tra hay chưa, có liên quan đến nội dung trong đơn hay không. Sao không liên quan? Người tố cáo, người tố giác, người ta muốn vạch trần, người ta đã cung cấp các cái thông tin này cho người tố cáo và yêu cầu người tố cáo này mặc định để thay mặt để tố cáo. Có nghĩa là những người họ có hình ảnh, họ có thông tin chứng cứ nhưng họ không có thời gian, họ không có điều kiện, họ không tố cáo được thì họ ủy quyền và họ nhờ
cho một ai đó có trách nhiệm thay mặt họ để làm cái trách nhiệm là tố cáo. Như vậy là từ những hình ảnh này thu nhập từ các cái hóa đơn chứng từ, những tin nhắn, như vậy là có căn cứ được thu nhập đúng theo trình tự của quy định của pháp luật. Đây là dấu hiệu để phát hiện ra các hành vi sai phạm của các đối tượng lạm dụng lợi dụng để trục lợi, lạm dụng lợi dụng quyền tự do để vi phạm pháp luật. Thì đây là các cái chứng cứ rồi chứ còn gì nữa cô thọc sĩ kia. Chứ bây giờ cô ăn cái chứng cứ gì nữa? Chẳng lẽ chứng cứ là nói nằm mơ, nói giống như bà Hằng? Mà các cái tin nhắn rồi, các hình ảnh rồi, các cái thông tin, các cái hóa đơn chứng từ thì đó là chứng từ, chứng cứ rồi chứ gì nữa, được thu thập đúng theo trình tự của quy định của pháp luật. Thì cô còn đòi hỏi gì nữa mà cho rằng là phải hỏi rằng là các cái nguồn chứng cứ đó được kiểm chứng hay chưa, có đúng theo quy định của pháp luật hay không. Kiểm chứng hay chưa thì đến cơ quan điều tra người ta mới kiểm chứng chứ, người ta giám định, xác minh nguồn thông tin nào này từ tài khoản nào, từ ai cung cấp đó, đến lúc đó rồi người ta mới kiểm chứng, rồi người ta mới đưa ra để điều tra chứ. Rõ ràng cô này, cô dẫn dắt, cái sự dẫn dắt này là làm khiến cho nhiều người mà họ không hiểu luật, họ cứ lầm tưởng và tin rằng hai con người này là luật sư đường đường như vậy. Họ khẳng định như vậy thôi chứ mình sợ gì, mình là con gian đệ tử, là một công dân bình thường thôi, sợ gì. Luật sư họ đã khẳng định, họ chỉ đường cho họ, vạch đường cho Hưu chạy như vậy thôi chứ gì, mất gì mình không chạy theo. Hay cho đây nó là, đây là một cái sự dẫn dắt rất là tệ hại ha các bạn. Đấy, rồi cô cho rằng đó là chủ thể có dám đứng ra thưa kiện, chủ thể mà dám đứng ra thưa kiện của chúng ta đó là ai? Đó là ai? Thì là người gửi đơn chứ ai. Cô đọc đơn cô cũng biết rồi, và đơn cũng có phản hồi rồi đấy. Có liên quan như thế nào đối với nội dung trong đơn? Có liên quan hay không liên quan? Pháp luật đã quy định là mọi công dân có quyền khi phát hiện ra dấu hiệu là người vi phạm, người phạm tội, thì mọi công dân có quyền được tố giác, trong đó có kể cả là thanh trần. Chứ không nói rằng là cha mẹ hay hoặc là người nào mà phát hiện, người nào mà thấy rõ. Nhưng khi nắm được các chứng cứ, khi có được nguồn thông tin và phát hiện có dấu hiệu phạm tội thì bất kỳ ai cũng có quyền để tố cáo mà. Cô thạc sĩ, cô dẫn chứng như thế này là các bạn thấy có tai hại không các bạn? Cho rằng là người tố cáo này phải liên quan đến nội dung trong đơn. Người tố cáo này phải có liên quan như thế nào mới có trách nhiệm để thưa kiện được. Thấy không? Rất là vô lý không? Rất là dẫn dắt không các bạn? Rất là coi thường. Có nghĩa là coi thường minh tú. Và các quy định được áp dụng của quy định pháp luật theo từng trường hợp. Công văn có tóm tắt nội dung trong đơn có căn cứ theo quy định của luật trẻ em hay không? Nghị định được hướng dẫn luật trẻ em, nghị định xử phạt như thế nào? Đây, nghị định có căn cứ rồi đấy, luật của trẻ em có căn cứ, các điều khoản là từ điều bao nhiêu đó cô cũng đã đọc, tối hôm qua cô cũng đã đọc là điều 35, điều 37 rồi đó. Tại sao cô không đọc điều 33, điều 31 đi để rồi biết là các cái căn cứ của quy định của pháp luật nó như thế nào, nó có rõ ràng, nó có đầy đủ các chi tiết hay không? Pháp luật đề ra như vậy là cảnh báo con người, ai sai là vi phạm là đủ căn cứ để đưa ra xử lý kết tội. Chứ không phải đặt ra là để giỡn chơi, để rồi cãi lộn, để giỡn chơi, cười xòa với nhau rồi xí xóa làm huề đâu. Phải không cô Thanh Trần? Cho nên người ta đưa ra rất nhiều các chi tiết, từ các điểm A, B cho đến Z, rất nhiều các điểm khoản trong các điều. Đó là luật quy định, cho nên là rất là chi tiết rõ ràng, cho nên là không thể chối cãi, không thể bác bỏ được các cái hành vi liên quan khi sai phạm là sẽ bị căn theo các điều khoản của pháp luật mà xử lý. Cho nên là đến lúc đó là không có nói cái chuyện là tôi lỡ, tôi quên, tôi xin lỗi được. Không có xin lỗi. Tôi đã nói trên YouTube các bạn áp dụng vào để xử lý Minh Tú nha.
có nghĩa cho rằng là Minh Tú không có quyền và Minh Tú không có trách nhiệm trong cái vấn đề này để tố cáo, cho nên các bạn cứ yên chí đi, các anh chị em cứ yên chí, cứ đăng, cứ thoải mái đi. Minh Tú là đứa con hoang, nó không có trách nhiệm để tố cáo chúng ta. Đó là cái câu khẳng định của cô thạc sĩ này đấy, nghe không? Cho nên đây là một cái sự coi thường khinh miệt của cô thạc sĩ này, mà cuối cùng là cô dẫn dắt nguyên một ekip, một cái hệ thống, một cái có thể gọi là một cái hội nhóm tập đoàn nữa, ăn theo để nói leo rồi để mà ma mị, mà vùi dập nhiều người như vậy, thấy không? Các bạn thấy rất là tệ hại, rất là nguy hiểm đấy ha. Mình cũng mong rằng đó là mấy anh mấy chú ở công an này xử lý cái vụ việc này cho nó khách quan. Bởi vì đến bây giờ là các bạn thấy là cái hiệu ứng từ cục cũng đã có một cái phản hồi rất là nhanh gọn khi có đơn tố cáo. Trước đây thì họ đang tràn lan, nhưng không ai tố cáo thì cơ quan người ta đâu có căn cứ gì để mà biết ai đâu mà khởi tố. À, cơ quan người ta đâu có rảnh rỗi để thu nhập từng người để đi tìm tìm từng người vi phạm. Cho nên bây giờ khi có người tố cáo rồi mới vào cuộc. Cô cho rằng tại sao trước đây Nguyễn Sinh đồ họ đang tràn lan, sao không tố cáo ở thời điểm đó, mà đến bây giờ khi chúng tôi đăng lên thì Minh Tú lại lên tố cáo. Rất là mắc cười không các bạn? Bởi vì trước đây họ đang Nguyễn Sinh, họ không nói sốc đến Minh Tú, họ không làm hại Minh Tú, họ không vùi dập tấn công Minh Tú. Trong khi bây giờ là hội nhóm của cô súng nhau để mà đàn áp đè bẹp Minh Tú, vùi dập Minh Tú không còn đường lui. Bắt buộc Minh Tú phải lên tiếng chứ, chẳng lẽ là bây giờ cứ ngồi im để cho các người mực cợi lên đầu lên cổ như vậy được hoài sao? À, các bạn thấy không, cái sự dẫn dắt và ma mị của anh chị cô thuật sĩ này rất là vớ vẩn. Trong khi đó là cái quan điểm và cái nhận định chia sẻ của anh chị này nó giống y nhau. Anh ẩn danh kia khi mà lên chia sẻ là hàng loạt các đồ đệ của anh nói theo y cái nội dung như vậy, không khác nội dung nào cả. Rồi cô thạc sĩ này cũng như vậy, có nghĩa rõ ràng rằng là họ đã tin và có một sự chuẩn bị. Ở đây là một cái tổ chức, là một tổ chức, là hội nhóm rồi. Cho nên các bạn để ý trong mấy ngày hôm nay khi mà anh chị này, anh ẩn danh kia lên nói cái gì là chị thạc sĩ này lên nói theo, rồi cái nhóm đồ đệ của anh bắt đầu là đồng loạt lên nói theo y cái chủ đề như vậy. Không có gì khác ngoài cả nói theo cái quyền riêng tư trẻ em thì nói y theo giống như nhau rồi, mang cái giọng điệu rất là thách thức Minh Tú làm được gì. Cho nên là đến cái vấn đề này thì các bạn rằng là cũng tin ở vấn đề này, mong rằng Minh Tú đừng có nhục chí và chuồn bước. Làm thì làm cho đến nơi chứ không để cái bọn này nó nhận mặt quá. Rồi chúng ta trở lại nghe cái hồi nãy giờ là nghe âm điệu rồi ha. Âm vang của chị thạc sĩ này nhiều rồi, giờ nghe cái âm điệu ha, cái giọng điệu nó rất là đây nơi giờ nói cái gì à? Minh Tú không có quyền, cho rằng là Minh Tú không có hộ khẩu, không phải là con của bà Cúc thì không phải con của cô Cúc thì không có quyền, thấy không? Rất là ngáo chưa các bạn? Câu hỏi đặt ra cho chị, sao này chị phải trả lời? Cơ quan điều tra đó là chị là ai đối với hộ bà Cúc? Dẫn dắt vậy đó mà dẫn dắt được đấy. Mà chị lấy câu chuyện của liên quan đến hộ bà Cúc, chị vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm của người này người khác, mà trong cái đó chị không nhìn lại bà Cúc là ai, liên quan gì đến hộ bà Cúc? Chị làm không tốt, liên quan không ai cầm chị, bởi vì chị có được có quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên á, chị tự do ngôn luận trong cái khuôn khổ cho phép không có nghĩa là tự do ngôn luận. Là chị lên chị tuyên bố tôi là một người tâm thần có giấy, rồi chị nói chị phai tổng cộng 16 lít video. Tối nay cái giọng điệu rất là nhẹ nhàng các bạn ha, còn rồi Quỳnh Nguyễn còn nhẹ nhàng, còn êm dịu hơn mọi ngày một chút. Anh ẩn danh kia cũng vậy, anh ẩn danh kia ngày nay cũng lên rất là nhẹ nhàng chứ không có căng như mấy kỳ.
còn ngược lại tôi đâu có nói gì gia đình chị, mà tôi đang nói với hộ bà Cam Cúc, cái nơi gọi là Thiện An Vũ Trụ nó chẳng có liên quan gì đến chị, tiền bạc tủ lạnh nó chẳng có liên quan gì đến chị hết, thằng Tú nó còn chưa liên quan gì đừng có nói đến chị. Nhưng mà tại sao chị lên chị căn cứ vào cái gì mà chị muốn không bất chấp lăn nhộn sĩ phản người ta trên mạng xã hội mà không nhìn lại bản thân của mình quan hệ như thế nào đối với là một dịch ở cái nơi gọi là Thiện An Vũ Trụ. Nó quan tâm chị nói cứ chị nói nhưng mà phải trong khuôn khổ được. Chị lớn tuổi rồi, chị đã tự xưng là luật sư thật lèo. Tối nay là nói nhắc đến chị Lan đấy. Không lẽ không ai nhận được chuyện cho chị hả? Đâu vậy vậy? Vì thế vậy vậy? Thôi, chị phải tôn trọng luật sư. Thì giờ này có quần cáo rồi các bạn ơi. Đây là yêu cầu của luật sư. Minh Tú làm. Xin chào Hải Như đang nào? Đang Hải Như. Xin chào Út Cô, xin chào No Bừa. Tôi nói rồi, chính chị là làm chị và những cái mặt nhóm đa đề của chị đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của năm Việt Cộng Sơn. Bởi vì chị cứ đem hình ảnh của họ ra, đem những cái ghi âm của họ ra, chị phô trương, chị quất lại lên. Chính vì vậy, cộng đồng mạng họ mới bức xúc. Thì bây giờ chị yêu cầu tôi tôn trọng luật sư, hiện giờ bây giờ chị cho tôi biết tôi làm gì không tôn trọng luật sư chứ. Mà tôi tôn trọng luật sư nào? Có tôn trọng hay không? Ở đây có tôn trọng hay không? Trước đây xúc phạm, tấn công, đánh phá các luật sư như vậy có phải là xúc phạm hay là tôn trọng đấy cô thạc sĩ? Thanh Trần đã từng nói mình lấy quyền công dân ra Hà Nội nộp đơn vụ cô Bùi Ngọc Trâm, có bị cơ quan chức năng hỏi Thanh Trần là gì của cô không? Đấy là quyền công dân chứ gì cô Thanh Trần, bây giờ cô nói rằng là Minh Tú không có quyền, không có nghĩa vụ, không liên quan gì đến Thiền Am hết, cho nên là các bạn yên chí thì cứ đăng đi, Minh Tú không làm được gì đâu. Cũng đã ra cái yêu sách là không được phép đăng tải bất kỳ hình thức nào, và khẩn trương gỡ bỏ. Người ta đã nói là khẩn trương gỡ bỏ rồi, cô lại cố chấp cho đăng lên hàng loạt như vậy, có phải là miễn cưỡng để chống đối hay không? Á trời ơi, mặc áo vest mà mặc quần xà lỏng trời ha. Tối nay mặc đồ vest mà mặc quần xà lỏng rồi nè, lộ hàng hết trơn rồi Thanh Trần ơi. Thông tin đi tư tôi theo khoản 11 điều 6 luật trẻ em 2016 quy định công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên của cha mẹ người giám hộ của trẻ em là hành vi bị nghiêm cấm. Đấy, nói rõ ràng đấy. Như vậy mấy người đăng lên trên mạng xã hội hàng loạt như vậy, chẳng qua là các cô trong Thiền Am người ta vì nể, người ta không nói. Người ta bây giờ người ta sợ thị phi, người ta không dám lên tiếng, nhưng người ta rất là phiền lòng ở vấn đề này. Các người vào trong đó chụp hình, người ta miễn cưỡng người ta cho phép, chứ không có ai sung sướng gì mà đăng tải những hình ảnh các bé lên như vậy đó. Các bé càng ngày càng lớn chứ, ảnh hưởng tâm lý, đi ra trường các bé cũng có thể bị bạn bè người ta dèm pha, dè biểu à, đó là ảnh hưởng rồi chứ gì nữa. Thì theo điều 36 của quy định 56 2017 á, quy định về vấn đề xin phép khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng như sau. Đối với trẻ em dưới 7 tuổi thì phải xin phép cha mẹ người chăm sóc trẻ em. Đối với trẻ em từ 7 tuổi trở lên phải xin phép cha mẹ người chăm sóc trẻ em đó. Đây, như vậy xin phép chưa? Người Thiền Am cho rằng là chỉ chụp kỷ niệm thôi chứ đâu có cho là chụp đăng tần lan tàu lao lên mạng xã hội để mưu cầu như vậy đâu. Để thể hiện đâu. Vì vậy tùy thuộc cái độ tuổi của trẻ em mà phải xin phép những chủ thể khác nhau. Đọc hết đi, đừng có bỏ sót thôi. Mức phạt đối với hành vi đăng hình trẻ em lên mạng trái pháp luật á, thì người nào có hành vi công bố tiết lộ một trong các thông tin mà không được sự đồng ý của cha mẹ người chăm sóc trẻ em, người giám hộ của trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên gồm tên, tuổi, hình ảnh cá nhân, địa chỉ, kết quả học tập thì bị phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Ngoài ra người có hành vi phải xin lỗi khi có yêu cầu. Vậy bây giờ tôi hỏi nè, chủ thể Lê Thanh Minh Tú là cái gì của người đứa trẻ đó?
đó, cứ nói là cái này mình tố là cái gì các bạn thấy không? Bạn này bạn nháo quá thì tôi cũng có quyền, tôi gửi đơn, tôi kiện, tôi được á. Kể cả là khán giả, kể cả là bất kỳ ai, không cần là cha mẹ người giám sát giám hộ gì cả. Ngồi cha mẹ người giám sát giám hộ, nếu như mà cộng đồng mạng người đủ hành vi năng lực về pháp lý thì có quyền yêu cầu, nếu như cảm thấy những hình ảnh đó gây ảnh hưởng, gây bất lợi cho các bé từ tương lai cho đến hiện tại thì có quyền yêu cầu hoặc là ủy quyền hoặc là yêu cầu người giám hộ tố cáo. Nếu như người giám hộ không tố cáo thì cá nhân người có quyền đó là công dân, lấy cái quyền công dân chứ chứ sao không có quyền? Minh Tú tại sao không có quyền? Là cái gì? Của người đứa trẻ đó mà chị nói được. Rằng là nếu Lê Thanh Minh Tú có quyền làm đơn, mà chị cũng có quyền làm đơn. Thế là Lê Thanh Minh Tú có phải là cha mẹ người giám hộ của những đứa trẻ đó? Hay là cái hành vi này của Lê Thanh Minh Tú gây khó khăn cho người thì nha? Cái gì khó khăn? Không có gì khó khăn hết. Đó là thay lời thay mặt cho người Thiền Am đó. Bởi vì người Thiền Am rất là khó nói, và người Thiền Am cũng không nói được. Bởi vì người Thiền Am bây giờ họ sống trong một cái môi trường khép kín rồi, họ không dám lên tiếng bất kỳ một cái hình thức nào. Cho dù họ biết, cho dù họ thấy đó, nhưng mà họ vẫn cam chịu. Bởi vì khi mà người Thiền Am lên tiếng là lọt ra cái thông tin bên ngoài, là đồng loạt là mạng xã hội lên tiếng. Và đặc biệt là là cái nhóm Phan Chính Nghĩa, họ lấy cái cơ hội, lấy cái cớ đó mà vùi dập người Thiền Am. Cho nên người Thiền Am bây giờ là dù là như vậy nhưng họ vẫn cam chịu để im lặng. Chứ không phải là họ không lên tiếng như vậy là họ đồng nghĩa với việc là họ chấp nhận để bỏ qua đâu. Nhưng ở đây Minh Tú có quyền để thay mặt người Thiền Am. Nếu Minh Tú không làm thì Minh Tú sẽ yêu cầu người Thiền Am làm, hoặc người Thiền Am có thể ủy quyền cho Minh Tú. Và hiện tại bây giờ thì Minh Tú là đủ quyền để đứng ra làm đơn kiến nghị này. Vì Minh Tú là con nuôi hợp pháp của cụ Vân, là thành viên ở sinh sống trong tỉnh Thất Bồng Lai 18 năm về trước, thì đó là đủ căn cứ để chứng minh là Minh Tú đủ điều kiện. Chứ đừng có nói rằng bây giờ cho rằng Minh Tú không ở trong Thiền Am thì Minh Tú không có quyền. Tại sao như vậy? Bây giờ về lục lại hồ sơ tại Đức Hòa Long An thử xem thử hộ khẩu tạm trú của Minh Tú có ở trong cái hộ của Cao Thị Cúc đó hay không? Có còn ở đó hay không? Như vậy là đủ rồi chứ gì nữa? Bởi vì những cái đứa trẻ này nè, người đứa bé đó, ngờ những mạnh thường quân trong mặt ngoài nước rất yêu thích. Ai không yêu thích? Ngồi những người yêu thích ra thì bên cạnh đó phải hiểu được là có hàng rất là nhiều người, hàng triệu, kể cả là hàng triệu người đấy đang lợi dụng hình ảnh các bé để công kích hay hoặc là để bôi nhọ nói xấu người Thiền Am đấy. Điển hình là các bạn thấy trên mạng xã hội đã tràn lan nói rằng là bây giờ chẳng qua là họ không lên tiếng bởi vì họ còn nể, còn cho rằng các bé này là vô tri vô giác không biết. Chứ còn mai mốt mà các bé này lớn lên thử thì rõ ràng người ta sẽ đem cái hình ảnh các bé này ra, người ta đầy đọa, người ta xúc xỉa vào. Kể cả là Minh Tú mà cô còn cho rằng con hoang được, mà đó là cá nhân của cô đấy, mà là cô là một người mà gọi là bảo vệ cho Thiền Am đó, chứ chưa nói là phản đối và vùi dập Thiền Am giống như nhóm Nghĩa Địa. Thì liệu như các bé này sau này lớn lên thì họ nhìn các bé này với một ánh mắt nhìn như thế nào? Cô cũng phải hiểu chứ. Đúng chứ, còn các thầy thì đưa hình ảnh các bé lên, người ta nhìn vô video, người ta đỡ nhớ. Sau khi các thầy hiền án thì Am coi như im lặng, sau khi kinh thì những người fan hâm mộ của mình mấy bé này, họ rất muốn nhìn hình ảnh của những đứa trẻ, họ
họ rất muốn coi cái xin chào chị Linh Lê. Là thể chất mà nhìn những cái hình ảnh cho người đứa bé cho đời nhớ. Đó là các mạnh thường quân, đó là lý do của những người yêu thương. Mà ngồi lý do những người yêu thương bây giờ là mình đơn giản thôi, đã hàng triệu người, đã trăm người thì trong đó là cho là 50 người yêu thương đi, còn 50 người là ghét rồi. Thì đó là mục đích, đó là cơ hội làm ảnh hưởng. Chứ không có nói nhiều nữa, không có lý do gì nữa cả. Nói chung là đăng hình ảnh của các bé lên là vi phạm. Nếu như không có luật á, thì ở đây cô cố chấp cô nói thì còn chấp nhận. Còn ở đây là luật rồi mà. Trên cái kênh đăng cái tiểu thì không có. Chính vì vậy, những người thương yêu và thiện an, họ chỉ nhìn hình ảnh những đứa trẻ cho nó đổ nhớ. Mà Lê Thanh Minh Tú không nghĩ ra điều đó. Những mạnh thường quân, những cái nhà hảo tâm á, nó thương yêu những cái đứa bé ở nơi gọi là Việt Nam cộng chủ này. Người ta đâu có gì về nước, thì người ta chỉ nhìn ngó những cái hình ảnh. Thông qua cái hình ảnh đó, người ta coi cái sự phát triển của các bé cho đời nhớ. Nhưng mà đối với Lê Thanh Minh Tú, họ cắt luôn cái điều đó. Thì những cái hình ảnh của chúng tôi theo bài dẫn chứng vậy đó, bà cho rằng đó là Minh Tú làm vậy là ảnh hưởng, cho rằng đó là các bé đăng lên như vậy là không được, đăng lên như vậy là để mạnh thường quân nhìn vậy đỡ nhớ đỡ thương như vậy không được. Ý bà nói như vậy là không đăng lên á thì các mạnh thường quân là không thấy hình ảnh các bé thì nhớ là thương, đăng lên như vậy để thể hiện cái sự nhớ nhung, nhưng thể hiện cái sự nhớ nhung với điều kiện là đã